Xin chào tất cả các em học sinh thân mến, cô là Mai Thị Hoài Nam, giáo viên trường tiểu học số 2 Thủy Phù, thị xã Hương Thủy. Rất vui được đồng hành với các em trong tiết học ngày hôm nay. Bài 71, ơn, ớt, tập viết, ơn, sơn ca, ớt, vợt. Để tiết học của chúng ta đạt hiệu quả tốt, cô có một số lưu ý sau. Các em chuẩn bị đầy đủ các đồ dùng học tập. Không ngồi quá gần tivi, tư thế ngồi học ngay ngắn. Chỗ ngồi học có đủ ánh sáng, tập trung nghe giảng và thực hiện các nhiệm vụ của bài học nhé. Các em đã sẵn sàng chưa nào? Mời quý phụ huynh đồng hành cùng các em. Cô mời các em mở sách giáo khoa trang 128-129. Cô cho chúng mình cùng bắt đầu vào bài học nào. Ngày hôm nay, chúng mình sẽ được làm quen với hai vần mới, đó là vần ơn và vần ớt. Các em đọc cho cô nào. Ơn, ớt. Chúng mình đi vào vần đầu tiên. Đây là vần ơn. Các em đọc cho cô nào. Ơn, ơn, ơn. Các em hãy cho cô biết vần ơn có những âm nào. À, vần ơn có âm ơ đằng trước, âm nờ đằng sau. Bây giờ các em hãy đánh vần và đọc trơn cho cô. Các em đánh vần và đọc trơn cùng cô nào. Ơ, nờ, ơn, ơn. Ơ, nờ, ơn, ơn. Bây giờ cô có một câu đố nhỏ cho các em. Các em hãy lắng nghe và cho cô biết đây là âm thanh gì nhé. À, đây là tiếng chim hót. Vậy đây là tiếng hót của con chim gì? À, đúng rồi đấy. Đây là tiếng hót của con chim sơn ca mà các em đã được học ở tiết trước rồi. Và cô có từ mới, đó là từ sơn ca. Trong từ sơn ca, tiếng sơn có vần ơn mà chúng mình vừa được học. Các em đọc cho cô nào. Sơn, sơn. Các em hãy phân tích tiếng sơn cho cô. À, tiếng sơn có âm sơ đằng trước, vần ơn đằng sau. Bây giờ, các em hãy đánh vần và đọc trơn tiếng sơn cho cô nào. Các em đánh vần và đọc trơn cùng cô. Sơ, ơn, sơn, sơn. Sơ, ơn, sơn, sơn. Bây giờ, chúng mình cùng đọc lại một lần nữa nhé. Ơ, nờ, ơn. Sơ, ơn, sơn. Sơn ca. Chúng mình cùng qua vần tiếp theo. Đây là vần ớt. Các em đọc cùng cô nào. Ớt, ớt. Các em hãy cho cô biết vần ớt có những âm nào. À, vần ớt có âm ơ đằng trước, âm tờ đằng sau. Bây giờ các em hãy đánh vần và đọc trơn vần ớt cho cô. Các em đánh vần và đọc trơn cùng cô nào. Ơ, tờ, ớt, ớt. Ơ, tờ, ớt, ớt. Các em quan sát và cho cô biết đây là gì. À, đây là vợt đấy. Cô có tiếng mới là tiếng vợt. Trong tiếng vợt có vần ớt mà chúng mình vừa được học. Các em đọc cùng cô nào. Vợt, vợt. Các em hãy phân tích tiếng vợt cho cô. À, tiếng vợt có âm vờ đằng trước, vần ớt đằng sau, dấu nặng đặt dưới ơ. Bây giờ các em hãy đánh vần và đọc trơn tiếng vợt cho cô. Các em đánh vần và đọc trơn tiếng vợt cùng cô nào. Vờ ớt vớt nặng vợt, vợt. Vờ ớt vớt nặng vợt, vợt. Bây giờ các em đọc lại một lần nữa nào. Ơ, tờ, ớt. Vờ, ớt, vớt, nặng, vợt. Bây giờ cô mời các em lấy bảng cài của mình ra nào. Các em hãy cài vần ơn từ sơn ca, vần ớt
tiếng Vợt vào bảng cài cho cô. Cô đã cài Vân Ơn từ Sơn Ca. Vân Ơn, tiếng Vợt vào bảng cài rồi đấy. Các em đã cài chúng cô chưa nào? Rất giỏi. Thế hôm nay các em đã được học những vần nào mới? À, hôm nay chúng mình đã học được vần ơn và vần ớt. Các em quan sát và cho cô biết vần ơn và vần ớt có điểm gì giống và khác nhau nào? À, giống nhau là vần ơn có âm ơ ở trước và vần ớt cũng có âm ơ ở phía trước. Khác nhau, vần ơn có âm n ở phía sau, vần ớt có âm t ở phía sau. Và ngày hôm nay chúng mình cũng đã học được hai tiếng mới, đó là tiếng sơn trong từ sơn ca và tiếng vợt. Bây giờ các em đọc lại một lần nữa nào. Ơn, sơn ca, ớt, vợt. Tiếp theo cô trò chúng mình sẽ cùng nhau qua hai tìm tiếng có vần ơn, tiếng có vần ớt. Cô có 6 hình. Bây giờ các em hãy quan sát 6 hình và đọc nội dung ở dưới mỗi hình cho cô nhé. Nào, đọc nội dung của hình thứ nhất nào. Lợn, lợn. Hình thứ hai. Thớt, thớt. Nội dung hình thứ ba. Sơn, sơn. Nội dung hình thứ tư. Cá, thờn, bơn. Cá, thờn, bơn. Nội dung hình thứ 5. Ớt, ớt. Nội dung hình thứ 6. Cơn, mưa, cơn, mưa. Bây giờ các em đọc lại một lần nữa nhé. Lợn, thớt, sơn. Cá, thờn, bơn. Ớt, cơn, mưa. Cá thờn bơn là loài cá da trơn thường sống ở đại dương và các vùng nước ngọt. Thân của cá thân bớn mỏng và dẹt. Bây giờ các em hãy tìm cho cô tiếng có vần ơn, tiếng có vần ớt nào. Nào, tìm tiếng có vần ơn. Chúng mình thấy tiếng lợn có vần ơn, tiếng sơn có vần ơn, tiếng thờn có vần ơn, tiếng bơn có vần ơn và tiếng cơn có vần ơn. Các em tìm cho cô tiếng có vần ớt nào. Chúng mình thấy tiếng thớt có vần ớt, tiếng ớt có vần ớt. Như vậy chúng mình đã tìm được 5 tiếng có vần ơn, đó là tiếng lợn, tiếng sơn, tiếng thờn, tiếng bơn và tiếng cơn. Chúng mình tìm được 2 tiếng có vần ớt, đó là tiếng thớt và tiếng ớt. Ngoài những tiếng có ở đây thì các em hãy tìm những tiếng có vần ơn và vần ớt ở ngoài bài, kể cho người thân của mình nghe nhé. Tiếp theo chúng mình sẽ qua 3 tập đọc. Ngày hôm nay chúng mình sẽ được làm quen với bài tập đọc Sơn và Hà. Các em quan sát, đây là bài Sơn, đây là bạn Hà và đây là cô giáo đang trong giờ kiểm tra. Bây giờ các em hãy lắng nghe cô đọc để xem trong giờ kiểm tra xảy ra vấn đề gì nhé. Sơn và Hà, giờ kiểm tra, Sơn vừa chép đề vừa lẩm nhẩm. Giỏ có 8 con cá thờn bơn, cho bớt 5 con, còn 4. Hà thì thầm, còn 3 chứ. Cô Yến đến bên Hà. Hà, để bàn tự làm đi. Hà lễ phép. Dạ. Sơn ngẫm nghĩ. Em chợt nghĩ ra và nắn nót viết 8 trừ 5 bằng 3. Nguyễn Ly. Các em đã lắng nghe cô đọc rồi. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau luyện đọc một số từ ngữ khó. Đầu tiên, đọc cho cô nào. Kiểm tra, kiểm tra. Từ tiếp theo. Lẩm nhẩm, lẩm nhẩm. Từ tiếp theo nào. Thờn bơn, thờn bơn. Bớt,
Bớt. Thì thầm. Thì thầm. Lễ phép. Lễ phép. Ngẫm nghĩ. Ngẫm nghĩ. Chợt nghĩ. Chợt nghĩ. Nắn nót. Nắn nót. Bây giờ chúng mình cùng đọc lại một lần nữa nhé. Kiểm tra. Lầm nhầm. Thờn bơn. Bớt. Thì thầm. Lễ phép. Ngẫm nghĩ. Chợt nghĩ. Nắn nót. Chúng mình đã cùng nhau luyện đọc một số từ ngữ khó rồi. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau luyện đọc câu. Bài tập đọc Sơn và Hà có tất cả 13 câu. Câu 1, câu 2, câu 3, câu 4, câu 5, câu 6, câu 7, câu 8, câu 9, câu 10, câu 11, câu 12 và câu 13. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau luyện đọc câu. Các em nhớ, khi đọc câu 1, chúng mình đọc tên đề bài luôn nhé. Nào, các em đọc câu 1 cho cô. Đọc cùng cô nào. Sơn và Hà giờ kiểm tra. Đọc cho cô câu 2. Đọc cùng cô nào. Sơn vừa chép đề vừa lẩm nhẩm. Đọc cho cô câu 3. Đọc cùng cô nào. Giò có 8 con cá thờn bơn. Đọc cho cô câu 4. Cho bớt 5 con còn 4. Các em đọc cho cô câu 5 và câu 6. Hà thì thầm còn 3 chữ. Đọc cho cô câu 7 nào. Cô Yến đến bên Hà. Câu 8. Hà để bàn từ làm đi. Đọc cho cô câu 9. Hà lễ phép. Câu 10 nào. Dạ. Đọc cho cô câu 11. Sơn ngẫm nghĩ. Các em đọc cho cô câu 12 và câu 13 luôn nhé. Em chợt nghĩ ra và nắn nót viết 8 trừ 5 bằng 3. Chúng mình đã cùng nhau luyện đọc câu rồi. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau luyện đọc đoạn. Bài tập đọc Sơn và Hà, cô chia làm 2 đoạn. Đoạn 1 là 6 câu đầu, đoạn 2 là 7 câu sau. Bây giờ các em hãy luyện đọc đoạn 1 cho cô nào. Các em đọc cùng cô. Sơn và Hà giờ kiểm tra. Sơn vừa chép đề vừa lẩm nhẩm. Giò có 8 con cá thờn bơn. Cho bớt 5 con còn 4. Hà thì thầm còn 3 chữ. Các em đọc đoạn 2 cho cô nào. Các em đọc cùng cô nào. Cô Yến đến bên Hà. Hà để bàn từ làm đi.
Hà lễ phép. Dạ. Sơn ngẫm nghĩ. Em chợt nghĩ ra và nắn nót viết 8 trừ 5 bằng 3. Chúng mình đã cùng nhau luyện đọc đoạn rồi. Bây giờ chúng mình đã sẽ cùng nhau luyện đọc toàn bài. Các em hãy luyện đọc cả bài cho cô nào. Các em đọc cùng cô nào. Sơn và Hà. Giờ kiểm tra, Sơn vừa chép đề, vừa lẩm nhẩm. Giỏ có 8 con cá thờn bơn, cho bớt 5 con, còn 4. Hà thì thầm, còn 3 chữ. Cô Yến đến bên Hà. Hà để bàn từ làm đi. Hà lễ phép. Dạ. Sơn ngẫm nghĩ. Em chợt nghĩ ra và nắn nót viết 8 trừ 5 bằng 3. Cô trò chúng mình đã cùng nhau được đọc cả bài rồi. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu bài. Ý nào đúng? Cô Yến đề nghị Hà: A. Để bài Sơn tự làm. B. Giúp bài Sơn. Bây giờ các em hãy suy nghĩ và chọn ý đúng cho cô nào. Các em chọn ý A hay là ý B? Cùng xem đáp án của cô nhé. Ý A là ý đúng. Cô Yến đề nghị Hà để bài Sơn tự làm. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau đọc lại ý đúng một lần nữa nhé. Cô Yến đề nghị Hà để bài Sơn tự làm. Chúng mình đã cùng nhau luyện đọc bài và tìm hiểu bài rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nghỉ giải lao một chút nhé. Em đã thấy thoải mái hơn chưa nào? Bây giờ cô trò chúng mình sẽ qua 4 tập viết. Hôm nay chúng mình sẽ luyện viết vần ơn, từ sơn ca, vần ớt và tiếng vợt. Để viết vần ơn, chúng mình viết chữ ơ trước, chữ n sau. Chữ ơ và chữ n đều cao 2 ly. Các em chú ý nét nối giữa chữ ơ và chữ n. Từ sơn ca, chúng mình viết tiếng sơn trước, tiếng ca sau. Tiếng sơn, chúng mình viết chữ sờ trước, cao hơn 2 ly. Nối san, viết vần ơn. Tiếng ca, chúng mình viết chữ cờ trước, chữ A sau. Chữ cờ và chữ A đều cao 2 ly. Vần ớt, chúng mình viết chữ ơ trước, chữ tờ sau. Chữ tờ
cao 3 ly. Các em chú ý nét nối giữa chữ ơ và chữ tờ. Tiếng vợt, chúng mình viết chữ vờ trước, cao 2 ly, và viết vần ớt sau. Dấu nặng đặt dưới ơ. Bây giờ các em quan sát quy trình viết mẫu nào. Tiếp theo, chúng mình sẽ cùng nhau lượng viết vào bảng con. Cô mời các em lấy bảng con của mình ra nào. Các em quan sát quy trình viết bảng con và cùng lượng viết theo nhé. Tiếp theo, chúng mình sẽ cùng nhau điền vào vở đường viết. Cô mời các em mở vở ra trang 30. Ngày hôm nay, chúng mình sẽ tô một vần ơn, viết 3 vần ơn, tô một từ sơn ca, viết 2 từ sơn ca, tô một vần ớt, viết 5 vần ớt, viết 4 tiếng vợt. Các em lưu ý khi viết vở đường viết, các em nhớ gọt nhỏ mục chì, viết thật ngắn nốt, hạn chế tẩy xóa để trang vở của mình luôn được sạch đẹp nhé. Nào, các em hãy viết vào vở đường viết cho cô. Ở phần này, các em có thể đường viết ở sau tiết học nhé. Và ngày hôm nay, cô đã hướng dẫn các em học vần ơn, vần ớt. Các em nhớ ở nhà, đường đọc, củng cố lại các phần bài học nhé. Tiết học của cô đến đây là kết thúc rồi. Xin chào tất cả các em.
Kính chào quý vị phụ huynh cùng tất cả các em học sinh thân mến. Cô tên là Hoàng Thị Thu Cúc, giáo viên của trường tiểu học Vĩnh Ninh, thành phố Huế. Cô rất vui khi lại được đồng hành cùng các em trong tiết tiếng Việt của bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống ngày hôm nay. Để tiết học được hiệu quả, các em hãy kiểm tra xem mình đã chuẩn bị đầy đủ sách vở và đồ dùng học tập chưa nhé. Các em đã sẵn sàng chưa nào? Cô trò chúng ta cùng bắt đầu vào bài học ngày hôm nay. Các em hãy quan sát tranh và cho cô biết tranh vẽ gì? Quan sát tranh chúng ta thấy hình ảnh của cảnh biển. Trên biển có những hòn đảo lớn nhỏ khác nhau, nối tiếp nhau. Tương ứng với nội dung tranh, cô có hai câu sau. Các em lắng nghe cô đọc. Biển xanh biếc, những hòn đảo lớn nhỏ trùng điệp. Đọc lại cùng cô nào. Biển xanh biếc, những hòn đảo lớn nhỏ trùng điệp. Một lần nữa nào. Biển xanh biếc, những hòn đảo lớn nhỏ trùng điệp. Trong hai câu này, tiếng biển có vần yên, tiếng biếc có vần yếc và tiếng điệp có vần yếc. Vần yếc, vần yên và vần yếc chính là ba vần mới mà cô trò chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu qua bài học ngày hôm nay. Bài 62, yếc, yên, yếc. Các em nhắc lại tên bài học cùng cô nào. Bài 62, yếc, yên, yếc. Đầu tiên, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc. Các em quan sát, cô có vần mới thứ nhất. Đố các em biết đây là vần gì? Đây là vần yếc. Lắng nghe cô phát âm. Yếc, yếc, yếc. Cô mời các em phát âm lại. Cùng phát âm với cô nào. Yếc. Vần yếc được tạo bởi những âm nào? Vần yếc có ie đứng trước, âm cờ đứng sau. Đánh vần cho cô nào. Cùng đánh vần và đọc trơn với cô. Ie cờ yếc, yếc. Ie cờ yếc, yếc. Tiếp tục, cô có vần mới thứ hai. Đây là vần yên. Lắng nghe cô phát âm. Yên, yên, yên. Cô mời các em phát âm lại. Cùng phát âm với cô nào. Yên. Vần yên được tạo bởi những âm nào? Vần yên có ie đứng trước, âm n đứng sau. Đánh vần cho cô nào. Cùng đánh vần và đọc trơn với cô. I-E-N yên, yên. I-E-N yên, yên. Tiếp tục, cô có vần mới thứ ba. Các em hãy đoán xem đây là vần gì? Đây là vần yếp. Lắng nghe cô phát âm. Yếp, yếp, yếp. Cô mời các em phát âm lại. Cùng phát âm với cô nào. Yếp. Vần yếp được tạo bởi những âm nào? Vần yếp có ie đứng trước, âm p đứng sau. Đánh vần cho cô nào. Cùng đánh vần và đọc trơn với cô. Ie p yếp, yếp. Ie p yếp, yếp. Các em hãy quan sát ba vần này một lần nữa và cho cô biết vần yếc, vần yên và vần yếp có điểm gì chung nào. Ba vần này đều có ie đứng trước. Đọc lại cùng cô nào. Yếc, yên, yếc. Bây giờ có vần yếc rồi, muốn có tiếng biếc, ta làm thế nào? Muốn có tiếng biếc, ta thêm âm bờ đứng trước vần yếc và thanh sắc đặt trên đầu âm e. Cô mời các em ghép tiếng biếc vào bảng cài. Sau khi ghép xong, các em hãy nhờ bố mẹ kiểm tra xem mình đã ghép đúng chưa nhé. Cô có tiếng biếc, các em hãy phân tích tiếng biếc. Tiếng biếc có âm bờ đứng trước, vần yếc đứng sau và thanh sắc đặt trên đầu âm e. Đánh vần cho cô nào. Cùng đánh vần và đọc trơn với cô nhé. Bờ yếc biếc sắc biếc, biếc. Bờ yếc biếc sắc biếc, biếc. Tiếp tục, có vần yên rồi, muốn có tiếng biển, ta làm thế nào?
À, muốn có tiếng biển, ta thêm âm bờ đứng trước vần yên và thân họ đặt trên đầu âm e. Cô mời các em kẹp tiếng biển và bạn cài. Cô có tiếng biển, các em hãy phân tích tiếng biển. À, tiếng biển có âm bờ đứng trước, vần yên đứng sau và thân họ đặt trên đầu âm e. Đánh vần cho cô nào. Cùng đánh vần và đọc trướng về cô nhé. Bờ yên biên hỏi biển, biển. Bờ yên biên hỏi biển, biển. Cuối cùng có vần yếp rồi, muốn có tiếng điệp, ta làm thế nào? À, muốn có tiếng điệp, ta thêm âm đờ đứng trước vần yếp và thân nặng đặt dưới âm e. Cô mời các em ghép tiếng điệp và bạn cài. Cô có tiếng điệp, các em hãy phân tích tiếng điệp. À, tiếng điệp có âm đờ đứng trước, vần yếp đứng sau và thân nặng đặt dưới âm e. Đánh vần cho cô nào. Cùng đánh vần và đọc trơn với cô. Đờ yếp điếp nặng điệp, điệp. Đờ yếp điếp nặng điệp, điệp. Cùng đọc lại nào. Yếp, bờ yếp biếc sắc biếc, biếc. Yên, bờ yên biên hỏi biển, biển. Yếp, đờ yếp điếp nặng điệp, điệp. Cô trò ta cùng tiếp tục luyện đọc các tiếng. Các em quan sát cô có 3 tiếng sau. Cô mời các em đọc. Bạn nào chưa đọc trơn được thì có thể đánh vần rồi đọc trơn nhé. Cùng đọc với cô nào. Thờ yết thiết sắc thiết, thiết. Tờ yết tiết nàng tiệp, tiệp. Sờ yết xiết sắc xiết, xiết. Các em thấy 3 tiếng này có điểm gì chung nào? À, 3 tiếng này đều có vần yết đứng sau. Đọc lại cùng cô nào. Thiết, tiệp, xiết. Tiếp tục, cô có 3 tiếng sau. 3 tiếng này đều có vần yên đứng sau. Cô mời cả em đọc. Cùng đọc với cô nào. Đờ yên điên nàng điền, điền. Ca yên kiên sắc kiến, kiến. Thờ yên thiên nàng thiền, thiền. Điền, kiến, thiền. Tiếp tục, cô có 3 tiếng sau. 3 tiếng này đều có vần yếp đứng sau. Cô mời cả em đọc. Cùng đọc với cô nào. Giờ yếp yếp nàng diệp, diệp. Thờ yếp thiếp sắc thiếp, thiếp. Tờ yếp tiếp nàng tiệp, tiệp. Diệp, thiếp, tiệp. Vậy ngoài những tiếng mà cô trò chúng ta vừa luyện đọc, các em hãy tìm cho cô những tiếng ngoài bài có chứa vần yếp, vần yên và vần yếp mà cô trò chúng ta vừa được học nào. À, cô cũng đã tìm được một số tiếng sau, cùng đọc với cô. Các tiếng có vần yết, tiết, chiếc, việc. Các tiếng có vần yên, tiên, diễn, hiền. Các tiếng có vần yếp, kiếp, hiệp, tiếp. Tiếp tục, cô trò chúng ta cùng luyện đọc các từ ngữ. Bài học ngày hôm nay cô có 3 bức tranh tương ứng với 3 từ ngữ ứng dụng. Các em hãy quan sát bức tranh đầu tiên và cho cô biết bầu trời và mặt biển như thế nào. À, quan sát chúng ta thấy bầu trời và mặt biển đều có một màu xanh biếc. Cô có từ thứ nhất. Cô mời các em đọc. Cùng đọc với cô nào. Xanh biếc, xanh biếc. Tiếp tục, bức tranh thứ hai. Đây là hình ảnh của bờ biển. Bờ biển là nơi giao nhau giữa đất liền và mặt biển. Cô có từ thứ hai. Cô mời cả em đọc. Cùng đọc với cô nào. Bờ biển, bờ biển. Và bức tranh thứ ba, đây là con gì? À, đây là sò điệp đấy cả em ạ. Sò điệp là động vật sống ở biển, vỏ có dạng hình rẽ quạt. Cô có từ thứ ba. Cô mời cả em đọc. Cùng đọc với cô nào. Sò điệp, sò điệp.
Các em hãy tìm cho cô những tiếng có chứa vần yết, vần yên và vần yết mà cô trò chúng ta vừa được học nào. À, tiếng biếc có chứa vần yết, tiếng biển có chứa vần yên và tiếng điệp có chứa vần yết. Cùng đọc lại các từ này với cô nào. Xanh biếc, bờ biển, sò điệp. Cô trò ta cùng đọc lại cả bài nhé. Yết, bờ yết, biếc, sắc, biếc, biếc. Yên, bờ yên, biên, hỏi, biển, biển. Yết, đờ yết, biếc, nặng, điệp, điệp. Thiếc, tiệc, xiếc. Điền, kiến, thiền. Diệp, thiếp, tiệp. Xanh biếc, bờ biển, sò điệp. Vừa rồi cô trò chúng ta đã cùng nhau luyện đọc. Bây giờ hãy tiếp tục với phần luyện viết bảng con nhé. Các em hãy lấy bảng con và phấn ra nào. Bài học ngày hôm nay các em sẽ luyện viết vần yết, vần yên và vần yết. Đầu tiên các em quan sát cô hướng dẫn luyện viết vần yết. Vần yết được viết bởi ba con chữ y, con chữ e và con chữ cờ. Các em quan sát. Đặt phấn ở đường kẻ ngang thứ hai, viết con chữ y có độ cao 2 dòng ly. Liền với nét con chữ e có độ cao 2 dòng ly. Liền với nét con chữ cờ cũng có độ cao 2 dòng ly. Dừng phấn ở giữa đường kẻ ngang thứ nhất và đường kẻ ngang thứ hai, lia phấn viết dấu chấm y, dấu mũ e, ta được vần yết. Cô mời các em viết vần yết và bảng con. Tiếp tục, cô hướng dẫn luyện viết vần yên. Vần yên được viết bởi ba con chữ y, con chữ e và con chữ n. Các em quan sát. Đặt phấn ở đường kẻ ngang thứ hai, viết con chữ y có độ cao 2 dòng ly. Liền với nét con chữ e có độ cao 2 dòng ly. Liền với nét con chữ n cũng có độ cao 2 dòng ly. Dừng phấn ở đường kẻ ngang thứ hai. Lia phấn viết dấu chấm y, dấu mũ e, ta được vần yên. Cô mời các em viết vần yên và bạn con. Cuối cùng, cô hướng dẫn luyện viết vần yết. Vần yết cũng được viết bởi ba chữ, chữ con chữ y, con chữ e và con chữ p. Các em quan sát. Đặt phấn ở đường kẻ ngang thứ hai, viết con chữ y có độ cao 2 dòng ly. Liền với nét con chữ e có độ cao 2 dòng ly. Liền với nét con chữ p có độ cao 4 dòng ly. Dừng phấn ở đường kẻ ngang thứ hai, lia phấn viết dấu chấm y, dấu mũ e, ta được vần yết. Cô mời các em viết vần yết và bạn con. Sau khi viết xong, các em hãy nhờ bố mẹ kiểm tra xem mình đã viết đúng chưa nhé. Còn bây giờ, cô mời các em cùng nhau thư giãn bằng một bài hát thật vui nhộn nào. Hãy tìm các hình dạng. Mình đã chúng ta bơi, bơi đi qua biển này. Hình dạng mình tìm thấy ở biển xanh. Chiêu 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 trong xe kia là bạch tuộc. Chiêu 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 đã tam giác kia mất. Chiêu 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 là vuông. Là chú cá mập đầu búa. Mình đã chúng ta bơi, bơi đi qua biển này. Hình dạng mình tìm thấy ở biển xanh. Chiêu 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 hình thôi kìa cá đuối. Chiêu 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 đó sao sao biển. Chiêu 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 hình tiền. Họ là bạn cá ngựa. Các em đã thoải mái hơn chưa nào? Cô trò chúng ta cùng tiếp tục vào bài học với phần luyện viết vở. Bài học ngày hôm nay, các em sẽ luyện viết vần yết, vần yên, vần yết, luyện viết từ xanh biếc, chữ biển và từ sò điệp. Cô mời các em mở vở tập viết bài 62 trang 40. Các em sẽ viết một dòng xanh biếc, một dòng biển, một dòng sò điệp, một dòng công việc và một dòng kiến lửa. Đầu tiên, các em quan sát, cô hướng dẫn luyện viết từ xanh biếc. Từ xanh biếc gồm hai chữ,
chữ xanh viết trước, chữ biếc viết sau. Các em quan sát. Đặt bút dưới đường kẻ ngang thứ ba, viết con chữ sờ có độ cao 2 dòng ly. Liền với nét con chữ A có độ cao 2 dòng ly. Liền với nét con chữ N có độ cao 2 dòng ly. Liền với nét con chữ H có độ cao 5 dòng ly. Dừng bút ở đường kẻ ngang thứ hai, ta được chữ xanh, khoảng cách 1 ô ly rưỡi. Đặt bút ở đường kẻ ngang thứ hai, viết con chữ B có độ cao 5 dòng ly. Liền với nét con chữ I. Liền với nét con chữ E. Liền với nét con chữ C đều có độ cao 2 dòng ly. Dừng bút ở giữa đường kẻ ngang thứ nhất và đường kẻ ngang thứ hai, lia bút viết dấu chấm I, dấu mũ E, dấu sắc trên con chữ E, ta được từ xanh biếc. Cô mời các em viết một dòng xanh biếc vào vở. Tiếp tục quan sát cô hướng dẫn luyện viết chữ biển. Đặt bút ở đường kẻ ngang thứ hai, viết con chữ bờ có độ cao 5 dòng ly. Liền với nét con chữ I có độ cao 2 dòng ly. Liền với nét con chữ E có độ cao 2 dòng ly. Liền với nét con chữ N cũng có độ cao 2 dòng ly. Dừng bút ở đường kẻ ngang thứ hai, lia bút viết dấu chấm I, dấu mũ E, dấu hỏi trên con chữ E, ta được chữ biển. Cô mời các em viết một dòng biển vào vở. Tiếp tục, cô hướng dẫn luyện viết từ sò điệp. Từ sò điệp gồm hai chữ, chữ sò viết trước, chữ điệp viết sau. Các em quan sát. Đặt bút ở đường kẻ ngang thứ nhất, viết con chữ sờ có độ cao hơn 2 dòng ly. Liền với nét con chữ O có độ cao 2 dòng ly. Lia bút viết dấu huyền trên con chữ O, ta được chữ sò. Khoảng cách 1 ô ly rưỡi, đặt bút dưới đường kẻ ngang thứ ba, viết con chữ giờ có độ cao 4 dòng ly. Liền với nét con chữ Y có độ cao 2 dòng ly. Liền với nét con chữ E có độ cao 2 dòng ly. Liền với nét con chữ P có độ cao 4 dòng ly. Dừng bút ở đường kẻ ngang thứ hai, lia bút viết dấu gạch ngang của con chữ D, dấu chấm I, dấu mũ E, dấu nặng dưới con chữ E. Ta được từ sò điệp. Cô mời các em viết một dòng sò điệp vào vở. Tiếp tục, cô hướng dẫn luyện viết từ công việc. Các em quan sát. Từ công việc gồm hai chữ, chữ công viết trước, chữ việc viết sau. Đặt bút dưới đường kẻ ngang thứ ba, viết con chữ cờ liền nét với con chữ O có độ cao 2 dòng ly. Liền với nét con chữ N có độ cao 2 dòng ly. Liền với nét con chữ G có độ cao 5 dòng ly. Dừng bút ở đường kẻ ngang thứ hai, lia bút viết dấu mũ ô, ta được chữ công. Khoảng cách 1 ô ly rưỡi, đặt bút dưới đường kẻ ngang thứ ba, viết con chữ V có độ cao 2 dòng ly. Liền với nét con chữ I, liền với nét con chữ E, liền với nét con chữ C đều có độ cao 2 dòng ly. Dừng bút ở giữa đường kẻ ngang thứ nhất và đường kẻ ngang thứ hai, lia bút viết dấu chấm I, dấu mũ E, dấu nặng dưới con chữ E, ta được từ công việc. Cô mời các em viết một dòng công việc vào vở. Cuối cùng, cô hướng dẫn luyện viết từ kiến lửa. Từ kiến lửa gồm hai chữ, chữ kiến viết trước, chữ lửa viết sau. Các em quan sát. Đặt bút ở đường kẻ ngang thứ hai, viết con chữ K có độ cao 5 dòng ly. Liền với nét con chữ I, liền với nét con chữ E, liền với nét con chữ N đều có độ cao 2 dòng ly. Dừng bút ở đường kẻ ngang thứ hai, lia bút viết dấu chấm I, dấu mũ E, dấu sắc trên con chữ E, ta được chữ kiến. Khoảng cách 1 ô ly rưỡi, đặt bút ở đường kẻ ngang thứ hai, viết con chữ L có độ cao 5 dòng ly, liền với nét con chữ U, liền với nét con chữ A đều có độ cao 2 dòng ly. Dừng bút ở đường kẻ ngang thứ hai, lia bút viết dấu móc của con chữ Ư, dấu hỏi trên con chữ Ư, ta được từ kiến lửa. Cô mời các em viết một dòng kiến lửa vào vở. Sau khi viết xong, các em hãy nhờ bố mẹ kiểm tra xem mình đã viết đúng chưa nhé. Còn bây giờ, cô trò chúng ta cùng tiếp tục với phần luyện đọc đoạn. Các em hãy quan sát tranh và cho cô biết tranh vẽ gì. À, quan sát tranh chúng ta thấy một cảnh biển rất đẹp đúng không nào? Có những hòn đảo lớn nhỏ, có thuyền buồm, có cả cano. Để biết được đây là cảnh đẹp ở đâu, cô trò chúng ta hãy cùng nhau luyện đọc đoạn văn sau.
cô mời cả em đọc. Cùng đọc với cô nào. Vịnh Hạ Long là một kỳ quan thiên nhiên. Nơi đây có những hòn đảo lớn nhỏ trùng điệp, soi bóng trên mặt biển xanh biếc. Du khách thích đến đây ngắm cảnh, tắm mát và đi dạo trên những bãi biển. Các em hãy tìm cho cô những tiếng trong đoạn văn có chứa vần yết, vần yên và vần yếp mà cô trò chúng ta vừa được học nào. À, trong đoạn văn, tiếng thiên, tiếng nhiên có chứa vần yên, tiếng biển có chứa vần yên, tiếng biếc có chứa vần yết và tiếng điệp có chứa vần yếp. Cùng đọc lại các tiếng này với cô nào. Thiên nhiên, điệp, biển, biếc. Và để giúp các em luyện đọc được tốt hơn thì trong đoạn văn này các em cũng cần lưu ý một số tiếng sau. Tiếng quan chứa vần an có âm cuối n khi đọc đầu lưỡi cong lên. Đọc lại cùng cô nào. Quan, quan. Tiếng nhẫn và tiếng bãi có thân ngã. Đọc lại cùng cô. Nhẫn, bãi. Tiếp tục. Tiếng trùng và tiếng trên có âm đầu chờ. Các em cần phân biệt với âm chờ. Đọc cùng cô nào. Trùng, trên. Tiếng soi có âm đầu sờ. Các em cần phân biệt với âm sờ. Đọc cùng cô nào. Soi. Tiếp tục. Tiếng mặt và tiếng mát chứa vần ắt và vần át có âm cuối tờ khi đọc đầu lưỡi cong lên chạm vào vòng trên của miệng. Các em đọc lại cùng cô nào. Mặt, mát. Bây giờ các em hãy đọc thầm lại đoạn văn một lần nữa và cho cô biết đoạn văn của chúng ta gồm bao nhiêu câu nào. À, đoạn văn gồm có 3 câu. Câu 1, câu 2 và câu 3. Bây giờ cô trò chúng ta cùng luyện đọc từng câu nhé. Câu 1, cô mời cả em đọc. Đọc cùng cô nào. Vịnh Hạ Long là một kỳ quan thiên nhiên. Câu 2, mời các em. Đọc cùng cô nào. Nơi đây có những hòn đảo lớn nhỏ trùng điệp, soi bóng trên mặt biển xanh biếc. Và câu thứ 3, cô mời cả em đọc. Đọc cùng cô nào. Du khách thích đến đây ngắm cảnh, tắm mát và đi dạo trên những bãi biển. Cô trò ta cùng đọc lại cả đoạn. Vịnh Hạ Long là một kỳ quan thiên nhiên. Nơi đây có những hòn đảo lớn nhỏ trùng điệp, soi bóng trên mặt biển xanh biếc. Du khách thích đến đây ngắm cảnh, tắm mát và đi dạo trên những bãi biển. Như vậy, đây chính là cảnh đẹp ở Vịnh Hạ Long đấy các em ạ. Vịnh Hạ Long là một kỳ quan thiên nhiên. Bây giờ các em hãy đọc thầm lại đoạn văn một lần nữa và cho cô biết ở Vịnh Hạ Long có gì nào. À, ở Vịnh Hạ Long có những hòn đảo lớn nhỏ trùng điệp, soi bóng trên mặt biển xanh biếc. Vậy các em có biết du khách thích đến Vịnh Hạ Long để làm gì không? À, du khách đến Vịnh Hạ Long để ngắm cảnh, tắm mát và đi dạo trên những bãi biển. Vừa rồi, cô trò chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu đoạn. Bây giờ, hãy cùng đọc lại đoạn văn này một lần nữa nhé. Vịnh Hạ Long là một kỳ quan thiên nhiên. Nơi đây có những hòn đảo lớn nhỏ trùng điệp, soi bóng trên mặt biển xanh biếc. Du khách thích đến đây ngắm cảnh, tắm mát và đi dạo trên những bãi biển. Cô trò ta cùng tiếp tục với phần luyện nói. Các em hãy quan sát tranh và cho cô biết tranh vẽ gì? À, quan sát tranh chúng ta thấy hình ảnh của biển và rất nhiều loài sinh vật khác nhau như rùa, các loài cá, sứa biển, sao biển hay san hô. Những loài sinh vật sống ở trong lòng biển này chính là hình ảnh thu nhỏ được ví như một thế giới ở trong lòng biển. Đó cũng chính là chủ đề luyện nói của cô trò chúng ta ngày hôm nay, thế giới trong lòng biển. Vậy ngoài những sinh vật biển mà các em thấy ở trong tranh, các em có biết thêm những loài vật nào khác cùng sống ở trong lòng biển nữa không? Hãy suy nghĩ và chia sẻ cho người thân của mình nghe nhé!
Đồng thời, các em cũng hãy chia sẻ thêm về loài sinh vật biển mà các em yêu thích nhất, vì sao. Thời gian dành cho các em. Các em đã nêu được những loài vật nào? À, các em ạ, trong lòng biển có rất nhiều loài sinh vật đa dạng sinh sống với nhau. Chúng ta thấy có cá heo, cá đuối hay cá mập. Còn đây là cá voi, bạch tuộc, cá ngừ hay các loài cua, tôm, mực. Còn đây là rùa biển, sứa biển hay sao biển. Và đây là san hô. San hô có rất nhiều hình dạng, kích thước và màu sắc khác nhau. Ngoài ra, còn có rất nhiều loài sinh vật khác nữa cũng sinh sống ở trong lòng biển. Các em ạ, những sinh vật biển mang lại cho chúng ta rất nhiều lợi ích khác nhau. Sinh vật biển là nguồn cung cấp thực phẩm đa dạng, nhiều chất dinh dưỡng cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta như tôm, cua, mực, bạch tuộc, các loài cá biển, bào ngư hay các loài ốc biển, sò biển. Sinh vật biển còn dùng để làm đồ trang sức hay đồ trang trí, như phần ngọc của con trai được dùng để làm các đồ trang sức, vỏ ốc biển, vỏ sò biển được dùng để làm các đồ trang trí. Ngoài ra, sinh vật biển còn được dùng để làm thuốc chữa bệnh nữa đấy các em ạ. Rong mơ được dùng để làm chữa bệnh bướu cổ, vỏ bào ngư được dùng để chữa bệnh đau dạ dày, hay cá ngừ, hải sâm cũng được dùng để làm thuốc chữa bệnh đấy các em ạ. Như vậy, những sinh vật biển mang lại cho chúng ta rất nhiều lợi ích khác nhau. Vì thế, chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ môi trường sống của những loài sinh vật này nào? À, các em cũng cần góp phần bảo vệ môi trường biển như không xả rác bừa bãi, không đổ chất thải xuống nguồn nước và cùng tuyên truyền mọi người để bảo vệ môi trường biển. Phần luyện nói ngày hôm nay, các em hãy tiếp tục chia sẻ cho người thân của mình nghe về loài sinh vật biển mà các em yêu thích nhất nhé. Các em thân mến, bài học ngày hôm nay, cô trò chúng ta đã được học những vần mới nào? À, cô trò chúng ta đã được học 3 vần mới, đó là vần yết, vần yên và vần yếp. Sau bài học ngày hôm nay, các em hãy tiếp tục luyện đọc, luyện nói và hoàn thành vở tập viết của mình nhé. Việc học của cô trò chúng ta đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các em vào các tiết học tiếp theo. Cô chào tạm biệt tất cả các em. Xin kính chào quý vị phụ huynh cùng các em học sinh đã quay trở lại với chương trình dạy học trên truyền hình do Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế tổ chức thực hiện. Cô xin tự giới thiệu, cô là Nguyễn Nguyên Thu Thảo, hiện đang công tác ở trường tiểu học Phú Thuận 1. Cô rất vui khi hôm nay lại được đồng hành cùng với các em trong tiết học ngày hôm nay. Như thường lệ, để tiết học diễn ra có hiệu quả, các em hãy kiểm tra xem mình đã chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập chưa nhé. Các em hãy ngồi học ngay ngắn, nơi có đầy đủ ánh sáng. Không ngồi quá gần màn hình TV, hãy tập trung nghe cô giảng và thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập để chúng mình có thể tiếp thu kiến thức được tốt nhất nhé. Kính nhờ quý phụ huynh cùng đồng hành với các em trong tiết học này nhé. Các em đã sẵn sàng chưa nào? Bây giờ hãy ngồi ngay ngắn trước màn hình và cùng cô bắt đầu tiết học ngày hôm nay nào. Để khởi động cho tiết học ngày hôm nay, cô mời các em tham gia một trò chơi mang tên sóc nhặt hạt dẻ. Chú sóc nâu đang cố gắng nhặt những hạt dẻ mang về tổ để chuẩn bị cho bữa trưa của gia đình mình. Các em hãy giúp cho chú sóc nhặt thật nhiều hạt dẻ bằng cách trả lời đúng các câu hỏi sau đây nhé. Ta đến với câu hỏi đầu tiên nào. Để đo khối lượng của một vật, ta dùng đơn vị là A. kg, B. lít. Để đo khối lượng của một vật, ta dùng đơn vị là A. kg. Kg được viết tắt là gì nhỉ? A. kg được viết tắt là kg.
Rất chính xác. Một hạt dẻ đầu tiên đã được bằng sóc thu nhặt được rồi. Ta đến với câu hỏi tiếp theo nào. Quan sát hình vẽ và cho cô biết lon sữa cân nặng bao nhiêu kg? A. 2 B. 1 Chúng mình hãy tìm số thích hợp điền vào ô trống nhé. Nhìn vào hình vẽ, ta thấy đây là cân hai đĩa mà chúng mình đã được học ở các tiết học trước. Nhìn vào kim của cân, ta thấy kim đang ở vị trí chính giữa. Như vậy, khối lượng của các vật ở hai đĩa cân này bằng nhau. Vậy ta có thể trả lời được lon sữa cân nặng mấy kg nào? À, lon sữa cân nặng 1 kg, như vậy B là đáp án chính xác. Câu hỏi tiếp theo nào. Lít là đơn vị đó. A. Khối lượng. B. Dung tích. Rất đơn giản đúng không nào? Lít là đơn vị đo. Dung tích. B là đáp án chính xác. Dung tích hay còn gọi đó là sức chứa bên trong của một vật. Vậy chúng mình hãy nói thật to cho bố mẹ của mình nghe xem. Lít được viết tắt là gì nào? Lít được viết tắt bằng chữ L. Cô chúc mừng tất cả các em nhé. Câu hỏi tiếp theo. Cô mời các em xem hình vẽ và cho cô biết trong ly chứa bao nhiêu lít nước? A. 2 B. 3 Nhìn vào hình vẽ, ta dễ dàng thấy được mực nước ở trong ly đang chạm vạch 2 lít. Vậy ta có thể trả lời được trong ly chứa 2 lít nước. Như vậy A là đáp án chính xác. Như vậy chú sóc nâu đã thu hoạch đủ số hạt dẻ cho bữa trưa của gia đình mình rồi. Cô chúc mừng tất cả các em nhé. Và các bạn sóc nâu cũng gửi lời cảm ơn đến các em đấy. Trả lời được các câu hỏi vừa rồi, cô tin rằng các em cũng đã nắm chắc kiến thức về kg và lít mà chúng mình đã được học ở các tiết học trước. Bây giờ, cô mời các em cùng tìm hiểu sang bài 40, luyện tập chung. Ở bài này, chúng ta sẽ được luyện tập tổng hợp về kg và lít. Vận dụng các kiến thức về kg và lít vào giải quyết một số vấn đề gắn với thực tế. Qua đây, phát triển được các năng lực toán học. Bài này có 2 tiết. Bây giờ, cô trò chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu vào tiết 1. Hãy cùng với cô đọc to yêu cầu của bài tập 1 nào. 1. Số. Đây là loại kính nào? À, đây là kính đồng hồ. Kính này có đơn vị đo là gì các em? Kính này có đơn vị đo là kg. Vậy, cô đổi chúng mình, kính này có thể cân được vật có khối lượng tối đa bao nhiêu kg? Kính này có thể cân được vật có tối đa 10 kg. Bây giờ, cô sẽ dùng kính này để cân túi gạo. Cô mời các em cùng quan sát nhé. Các em hãy cho bố mẹ mình biết túi gạo cân nặng bao nhiêu kg nào. Hãy tìm số thích hợp điền vào ô trống nhé. Ta thấy kim của cân đang chỉ ở vạch số 5. Vậy ta có thể trả lời được túi gạo cân nặng 5 kg. Như vậy, số cần điền vào ô trống đó là số 5. Đây là cân gì nào? Đây là cân sức khỏe. Vậy, cân sức khỏe có đơn vị đó là gì? Cân sức khỏe sẽ có đơn vị đó là kg. Cô giới thiệu với các em, đây là bàn lan. Bây giờ, các em hãy quan sát thật kỹ và cho cô biết
bạn Lan cân nặng bao nhiêu kg? Ha, ta thấy kim của cân đang chỉ ở vạch số 25. Như vậy ta có thể tìm được bạn Lan cân nặng 25 kg. Như vậy số thích hợp điền vào ô trống ở đây là số 25. Vừa rồi chúng mình đã được nhìn vào cân đồng hồ và cân sức khỏe. Chúng ta đã đọc được số đo cân nặng của túi gạo và số đo cân nặng của bạn Lan. Bây giờ cô mời các em cùng cô tìm hiểu sang bài tập 2 nhé. Đây là loại cân nào các em? Đây là cân hai đĩa. Chúng ta thấy kim đang ở vị trí chính giữa và hai đĩa cân đang ở trạng thái cân bằng. Bây giờ cô sẽ đặt một quả sầu riêng vào một đĩa của cân. Tiếp tục, cô sẽ đặt hai quả cân 2 kg vào đĩa cân còn lại. Các em có nhận xét gì về kim của cân không? À, kim của cân đang nghiêng về hướng đĩa có hai quả cân 2 kg. Để cho khối lượng của các vật ở hai đĩa cân này bằng nhau, cô sẽ đặt một quả cân 1 kg vào đĩa cân có quả sầu riêng. Các em hãy suy nghĩ và cho cô biết quả sầu riêng cân nặng bao nhiêu kg? Ta thấy kim của cân đang ở vị trí chính giữa, như vậy khối lượng của các vật ở hai đĩa cân này bằng nhau. Các em hãy nhẩm và cho cô biết đĩa cân này nặng tất cả bao nhiêu kg? 2 kg cộng thêm 2 kg bằng 4 kg, như vậy khối lượng của đĩa cân này nặng tất cả 4 kg. Đĩa cân này nặng tất cả 4 kg, thì đĩa cân này cũng nặng tất cả 4 kg. Ta thấy quả sầu riêng thêm quả cân 1 kg thì nặng tất cả 4 kg. Vậy muốn tìm cân nặng của quả sầu riêng, ta làm thế nào? Chúng ta sẽ lấy 4 kg trừ đi 1 kg. Các em hãy nhẩm thật nhanh và cho cô biết kết quả bằng bao nhiêu nào. Rất đơn giản đúng không nào? 4 kg trừ đi 1 kg bằng 3 kg. Như vậy ta có thể kết luận được quả sầu riêng cân nặng 3 kg. Các em có ra kết quả giống với cô không? Cô khen các bạn đã có kết quả đúng nhé. Nếu bạn nào có kết quả chưa chính xác thì chúng mình hãy nhẩm lại theo cách cô vừa hướng dẫn và chúng mình tìm lại đáp án nhé. Như vậy, vừa rồi chúng ta đã được ôn tập về đơn vị đo khối lượng là kg. Bây giờ, cô sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các em ôn tập đơn vị đo dung tích là lít qua bài tập 3. Cùng đọc to đề của bài tập 3 với cô nhé. 3. Số. Trên màn hình của cô đang có 3K. Đừng đầy nước. Chúng mình hãy nói thật to với bố mẹ của mình xem mỗi ca như vậy chứa được bao nhiêu lít nước nhé. À, dễ dàng ta quan sát thấy được ca thứ nhất chứa được 1 lít nước. Ca thứ hai chứa được 2 lít nước. Và ca thứ ba chứa được 5 lít nước. Vậy cả 3 ca này chứa được tất cả bao nhiêu lít nước? Chúng mình hãy suy nghĩ và tìm số thích hợp điền vào ô trống nhé.
Để biết 3K chứa tất cả bao nhiêu lít nước, ta làm thế nào? Chúng ta sẽ lấy 1 lít cộng với 2 lít cộng với 5 lít. Ta thấy 1 lít cộng 2 lít bằng 3 lít. 3 lít cộng với 5 lít bằng bao nhiêu nào? 3 lít cộng với 5 lít bằng 8 lít. Như vậy, số tích hợp điền vào ô trống sẽ là số? Sẽ là số 8. Cô mời các em tiếp tục quan sát lên màn hình. Trên màn hình, cô lấy một cái can. Can này có sức chứa bao nhiêu lít? Can này có sức chứa 10 lít. Cô lấy thêm một cái bình. Bình này có dung tích mấy lít các em? Bình này có dung tích 3 lít. Và cô lấy hai cái bình như thế. Tương tự như vậy, cô lấy một cái chai. Chai này có sức chứa bao nhiêu lít nào? Chai này có sức chứa 2 lít. Và cô cũng lấy 3 cái chai như thế. Bây giờ cô đổ các em một cái can, thêm 2 cái bình và 3 cái chai sẽ có sức chứa tất cả bao nhiêu lít. Chúng mình hãy tìm số thích hợp điền vào ô trống nhé. Các em đã có câu trả lời của mình chưa nào? Bây giờ hãy cùng cô thực hiện lại một lần nữa nhé. Ta thấy một cái can có sức chứa mấy lít nào? Một cái can có sức chứa 10 lít. Một cái bình có sức chứa 3 lít. Vậy hai cái bình có sức chứa mấy lít nào? 3 lít cộng 3 lít bằng 6 lít. Như vậy hai cái bình có sức chứa 6 lít. Một cái chai có dung tích 2 lít thì 3 cái chai sẽ có dung tích mấy lít nào? 2 lít cộng thêm 2 lít bằng 4 lít. 4 lít tiếp tục cộng thêm 2 lít bằng 6 lít. Như vậy 3 cái chai có dung tích 6 lít. Vậy muốn tìm số tích hợp điền vào ô trống ta làm thế nào? Chúng ta sẽ lấy 10 lít cộng với 6 lít cộng tiếp thêm với 6 lít. Bây giờ hãy cùng cô thực hiện giải tính này nhé. Đầu tiên ta lấy 10 lít cộng với 6 lít bằng 16 lít. Tiếp tục ta lấy 16 lít cộng tiếp với 6 lít. Các em nhẩm nhanh 16 cộng 6 bằng bao nhiêu nào? 16 cộng 6 bằng 22. Như vậy 16 lít cộng thêm 6 lít bằng 22 lít. Số tích hợp điền vào ô trống sẽ là số? Sẽ là số 22. Các em có cách thực hiện giống với cô không? Nếu chúng mình có cách thực hiện khác thì chúng mình hãy nhanh chóng hỏi bố mẹ, hỏi người thân của mình xem cách thực hiện của chúng mình đã đúng chứ nhé. Để bố mẹ, người thân của mình có thể trợ giúp, hỗ trợ kịp thời cho chúng mình nhé. Như vậy, vừa rồi chúng ta đã nhìn vào tranh và tìm được sức chứa tất cả của các vật bằng cách thực hiện phép tính công. Bài tập tiếp theo của chúng mình là gì? Các em hãy cùng theo chân cô nhé. Trên màn hình, cô có một cái can. Can này có sức chứa mấy lít? Can này có sức chứa 10 lít. Vậy với chiếc can này, bàn nhỏ của cô sẽ thao tác gì nào? Cô mời các em hãy cùng theo dõi nhé. Xin chào các bạn, mình là Ngô Nguyễn Thiên Thanh, mình là học sinh của trường tiểu học Thủ Thuận 1, huyện Phú Vang. Trên màn hình mình có 3 người lít. Bây giờ các bạn hãy quan sát, mình đổ một cân nước vào can nhé. Mình đã đổ 5 lít nước vào
Bây giờ hãy cùng cô nhắc lại đề bài toán một lần nữa nào. Chiếc can đang đựng 5 lít nước. Hỏi phải đổ thêm bao nhiêu lít nước nữa để đầy can? Các em hãy suy nghĩ và tìm câu trả lời cho câu hỏi này nhé. Trong quá trình thực hiện, chúng mình hãy chia sẻ cách làm với bố mẹ, với người thân của mình. Các em đã có câu trả lời của mình chưa nào? Bây giờ chúng mình hãy cùng gặp lại bạn Thiên Thanh nhé. Các em có ra kết quả giống với bạn Thiên Thanh không? Vậy muốn làm cách nào để chúng ta biết được lượng nước cần phải đổ thêm để đầy can nhỉ? À, chúng mình có thể thực hiện bằng cách ta lấy lượng nước mà can có thể chứa được nhiều nhất là 10 lít, trừ đi lượng nước mà trong can đang đựng là 5 lít. Ta lấy 10 lít trừ đi 5 lít bằng 5 lít. Như vậy rất dễ dàng, chúng mình có thể tìm được kết quả đúng không nào? Ngoài cách này thì bằng nào nhanh trí, chúng ta có thể nhẩm nhanh bằng cách sau. Ta thấy trong can đang đựng 5 lít nước. Vậy ta nghĩ ngay được 5 lít cộng thêm mấy lít nữa để bằng 10 lít nào? Rất đơn giản đúng không nào? 5 lít cộng thêm 5 lít nữa sẽ bằng 10 lít. Như vậy bằng cách này chúng mình cũng có thể tìm đáp án và trả lời được phải đổ thêm 5 lít nước nữa để đầy can. Bài toán vừa rồi thật thú vị đúng không các em? Và bài toán này cũng đã khép lại nội dung tiết học của chúng mình ngày hôm nay. Qua tiết học này, chúng ta đã được luyện tập tổng hợp về kg và lít. Chúng ta còn được vận dụng kiến thức về kg và lít vào giải quyết các vấn đề gắn với thực tiễn. Ở nhà, các em hãy xem lại bài và thực hiện các bài tập mà giáo viên chủ nhiệm của mình đã giao cho. Nếu có khó khăn, chúng mình hãy nhờ bố mẹ, nhờ người thân của mình trợ giúp nhé. Tiết học của cô đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các em đã theo dõi. Cảm ơn quý phụ huynh đã đồng hành cùng các em. Cô xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em ở các tiết học sau.